Mai đi sang Nha Trang. 6901 đường Tô Hiến Thành, thành phố Nha Trang. Xin chào quý khách. Được vận chuyển tới công tác và làm việc tại chi nhánh Nha Trang. Không biết là các em có buồn không ạ? Yeah, không ạ. Có vui không ạ? Yeah, vui ạ. Em đại diện cho các bạn ở đây. Khi em được vận chuyển công tác tới chi nhánh Nha Trang thì em có thể là nói lên cái cảm nghĩ của mình. Dạ, với chúng em thì là ở đâu cũng vậy cả. Miễn là đầu quân cho sếp Khánh và sếp Mai. Còn ở chi nhánh nào thì công nghệ cũng như là phương pháp nó đều được giống nhau. Và điều quan trọng là các sếp đều sẽ quan tâm tụi em cũng như vậy. Wow,